Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu sản phẩm luôn nhé. Một cái dòng sản phẩm cực kỳ hot này, vợt cầu lông nhé. Con này thì dùng rất là ok luôn, về để đánh cầu lông các thứ rất là tiện, số lượng thoải mái luôn. Đây. Cước cực kỳ căng luôn. Đây các bác nghe tiếng này. Đấy. Bên nào cũng thế, mặt nào cũng thế. Cước của nó căng từ 10 đến 12 kg, không chính xác 100% được. Đấy. Hàng cực kỳ ok luôn. Và nó khung của nó này, đặc biệt cái dòng này khung của nó thì nó là một mạch. Nên là các bác vụt thì nó sẽ hạn chế được cái khi mà vụt mà nó bị gãy cái cổ này. Đấy, vụt mạnh, nhiều khi các bác đánh cầu lông lực nó mạnh thì nó sẽ hay bị gãy cái cổ này. Nhưng mà đây con này thì nó là một liền một thân luôn, nên là nó cực kỳ ok nhé. Khung của nó là khung mạ carbon, khung carbon nhé, nên là nó cũng rất là bền. Đó. Đây. Tổng thể của con vật này cực kỳ đẹp và cực kỳ căng luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin. WeWin nhé, hàng xịn sò luôn nhé. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 150.000 một chiếc. Các bác mua 2 chiếc thì bên nhà em sẽ bao ship cho các bác. 2 chiếc bên nhà em sẽ bao ship cho các bác. Cước rất là căng luôn và rất là đẹp luôn. Đấy thì vật cầu lông thì tất cả nó phổ thông cho các bác, đó là một cái kích cỡ chung. Đấy, nó không có riêng biệt nên là dùng rất là bền luôn. Hàng này thì rất là đẹp, hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, cán trước các thứ của nó này vẫn còn nguyên bọc. Vẫn còn nguyên bọc, chưa bóc cái bóng luôn. Đấy, thương hiệu WeWin. Hàng này hàng xịn sò luôn nhé. Giá của nó đấy thì 150.000 một chiếc, mua 2 cái thì 300k em bao ship. 300k em bao ship cho các bác. Vật cầu lông. Đây, một dòng nữa này. Vật muỗi này. Con vật muỗi này thì nó có hai loại. Vật muỗi nó có hai loại nhé. Một hôm nọ em bị các bác khách chửi quá trời luôn. Tại vì nó có hai loại mà lại không bấu thì một loại là 160 và một loại là 200. Đâu nhỉ, loại 200 đồng. Đây. Loại 200 đây, hai loại nó khác biệt nhau hoàn toàn nhé. Đấy, tí nữa em sẽ giới thiệu con 200 sau. Đấy, đây là một con 160.000 đồng. Công tắc bật tắt của nó thì đây. Đấy, đây là bật nút này. Các bác có thể để ý cái tia đỏ đây. Là các bác tự động. Đấy, còn các bác tự động đây này. Thì đây. Đó, rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn và nó có thể làm tiêu cái tiêu UV này, có thể để cho các bác làm đèn ngủ này. Đấy, để các bác làm đèn ngủ này. Muỗi bay vào này. Đấy, các bác có nghe thấy. Đánh rất là mạnh luôn. Đấy, con này thì đây, kích thước của nó đây. Nó là vật muỗi to nhé. Nó là vật muỗi to chứ không phải vật muỗi bé đâu. 51cm. Đấy. Chiều ngang của con này nó sẽ rơi vào 22. 51 x 22. Vật muỗi này thì 160k. Phụ kiện của nó gồm có cho các bác là một đế này. Đấy, một dây cáp này. Một đế và một dây cáp sạc như này. Vật bắt muỗi 160.000 đồng. Vật này là không có hiển thị nhé. Nó không có hiển thị. Đấy, các bác cứ lên cho em mã này. Vật muỗi 160k là được. 160k bao ship luôn. Còn vật muỗi này, vật muỗi 160k bao ship. Còn đây, cái dòng này là VIP Pro đây. Dòng này là VIP Pro đây. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái vật muỗi như này. Bật công tắc lên này. Đấy, cái này là lúc các bác sử dụng bình thường này. Đây, các bác để ý cái nút xanh này là đang. Đấy, nó đang đánh lửa này. Còn là tự động này thì nó sẽ có ra cái tia UV này để thu hút muỗi này. Để các bác làm đèn ngủ đây. Muỗi bay vào thì có chết. Muỗi bay vào là nổ. Muỗi bay vào là nổ. Nổ rất là đanh luôn nhé. Đấy. Và con này thì nó có hiển thị phần trăm pin. Nó có hiển thị phần trăm pin cho các bác này. Đấy, bật tắt thoải mái luôn. Hai tốc độ. Giá của nó đây. Cái sạc của con này thì các bác cắm vào cái đế này nhé. Cái sạc này các bác cắm vào cái đế này. Nói chung là ok luôn. Hàng của nội địa Nhật. Hai con là hàng đều hàng nội địa Nhật. Made in Japan cả. Hai loại khác nhau. Đó. Con này thì của nó giá của nó sẽ là 200k.
Vật hiển thị, vật mỗi hiển thị 200k. Đấy, phụ kiện đầy đủ luôn. Về chỉ việc dùng thôi. Về là các bác chỉ việc dùng thôi, dây cáp sạc các thứ đầy đủ rồi. Vật mỗi hiển thị 200k. Đẹp xịn sò luôn các nhé. Đẹp xịn sò luôn. Một cái mã nữa này. Bóng led này. G8 Home này. Đấy, con này hàng thanh lý thôi. Con này hàng thanh lý. À, nếu mà các bác mua cái đâu đó tầm con 30W như này, thật sự với các bác luôn là nếu mà giao quán thì nó sẽ rơi vào cỡ tầm 80 đến 100.000. Thật sự luôn. Nhà em bán 60.000 con 30W. 60.000 con 30W. Đấy, rẻ hơn ở quán luôn. Hàng này thì siêu sáng luôn nhé. Con này thì nó có tản nhiệt bằng nhôm này. Tản nhiệt bằng nhôm nên là nó dùng rất là bền luôn nhé. Thời gian sáng của nó thì thoải mái luôn nhé. Đấy, khi bác nhận hàng các bác cứ vặn vào đuôi xoáy cho em này. Nhà em đang có hai loại này. Một cái bóng 30W này và một con 60W. 60W thì nó to hơn. 60W thì nó to hơn này. Con này thật sự với các bác luôn, mua ở quán không bao giờ dưới 150. Đấy. Nhưng mà bọn em bán online nó không mất chi phí mặt bằng nên là cũng thông cảm cho các bác bán quán thôi. À, xịn sò. Công suất của nó là 60W, cực kỳ sáng mà lại tiết kiệm điện nhé. Sáng mà lại còn tiết kiệm điện luôn, đuôi xoáy. Đuôi xoáy này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 80k. 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 80k một quả. 60W. Các bác lên cho em mã này, mã bóng 60W thanh lý. Bóng 60W thanh lý 80.000 đồng. Quá rẻ luôn. Đấy. Quá rẻ luôn nhé. Đấy, thì tùy theo các bác mức độ muốn dùng, loại nào thì loại. Đấy, hai loại 60k và 80k. Bán theo một quả một nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, bóng đèn thanh lý. Một cái mã kế tiếp này. Ô dù đa năng này. Ô dù này. Mở ra này. Ấn nút nhé. Đấy, ấn nút này, bật ra này. Ấn nút là thu vào này. Rất là ok luôn. Các bác ấn nút này. Ấn, đấy. Ấn mà mở ra này. Đây các bác có thể nhìn thấy ô đang mở nhé. Ấn nút là thu vào. Rất là tiện luôn. Đấy, nhiều khi là các bác đang ở trên ô tô ấy thì các bác có thể bấm mở ra các bác đóng vào thoải mái luôn. Màu của nó thì cũng đa dạng màu. Cũng rất là đa dạng màu nhé. Xanh da trời này. Màu mận chín này. Màu xám này. Màu đen này. Màu đen nhé. Đây là màu đen và màu xám này. Đấy. Thì tùy theo những cái trường hợp mà các bác, ví dụ các bác đi đám ma ấy, thì màu đen, hoặc là đi chùa hay là ấy, đi chơi bình thường màu đen, màu xanh da trời. Nói chung là rất là nhiều màu sắc. Ô này bên em bán đồng giá với cái mức giá là 80k một cái. Các bác lên xem mã ô dù tự động 80k. 80.000 đồng một cái. Giá rẻ luôn. Một con tiếp theo này. Bơm 2T này. Hiệu Starlay. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Starlay. Hai ống ti. Nó có hai ống ti này. Cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác về các bác lấy chân nối dẫn. Rất là ok luôn, rồi dùng xong các bác gạt lại. Hàng của nội địa Nhật. Con này cực kỳ ok. Kim các thứ này đầy đủ. Bơm áp lực các thứ ok luôn. Đấy, khung sườn này. Chắc chắn bền đẹp. 200k ở bên nhà em bao ship cái mã bơm 2T này. Bơm 2T 200.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Nhận hàng như em thì các bác yên tâm luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác cũng phải thanh toán nhé, nên là cứ yên tâm dùng thoải mái luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ dao luôn. Hôm nay thì bộ dao Gunbo còn mới nguyên hộp luôn nhé.
đây, cần đo đong đếm cho các bác luôn cả ở trong con dao này. Đấy, đầu tiên cho các bác này, một con dao chặt của thương hiệu Gunbo, mã của nó là G50. Đấy, hàng của Japan nhé. Đấy, ở trong đây là trong bộ dao nhé. Trọng lượng của cái con dao này của nó sẽ rơi vào 511 g. 511 g này. Kích thước của nó này, cái này là không phải vết xước đâu nhé. Nước thôi, nước. 31 cm tổng chiều dài. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó sẽ rơi vào 19 cm, và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 8,3. Đây là con dao chặt. Các bác lưu ý nhé, con dao thái bản lớn của nó sẽ nhẹ hơn con dao chặt. Thái bản lớn này 308 g. Đấy. Tổng chiều dài nó là 29 cm. Từ phần lưỡi phần cán 17,3. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 8,2 cm. Một con nữa này. Một con dao thái 170 g. Trọng lượng là 170 g. Kích thước của con này là 30 cm đi. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó sẽ rơi vào 17,5. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 5 cm. Một con dao gọt hoa quả. Hàng của toàn bộ của nó là thương hiệu của Groban nhé. Đấy, nói chung là dòng này rất sắc bén, em bảo đảm cho các bác luôn. Kích trọng lượng của nó 77 g. Kích thước của nó này 21. Tổng chiều dài 21 cm nhé. Con này thì đo tổng chiều dài thôi, tại vì nó là gọt hoa quả. Một cái kéo cắt thực phẩm 154 g, thương hiệu Groban. Con này cắt thực phẩm tuyệt vời luôn. Một cái liếc mài dao. Tổng chiều dài con này nó sẽ rơi vào 29,5. 145 g. Và cuối cùng của nó là một cái hộp đựng dao 902, gọi là 901, gần 1 cân. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, một cái bộ như thế này, bên nhà em đang có mức giá của nó là 850 k. Nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. Và ngoài ra thì sẽ được tặng kèm theo một phần quà. Đấy, thì phần quà của nó sẽ là một cái bào nạo. Phần quà của nó sẽ là bào nạo nhé. Một cái bào nạo của thương hiệu Willing của Đức. Đấy, tức là các bác về các bác dùng thoải mái luôn. Có lúc thì bào nạo này, có lúc thì bào nạo khác chứ. Thì cái bào nạo của nó thì nhiều khi các bác xem cái video cũ ấy, thì em sẽ tặng bào nạo. Ví dụ là nhiều lúc là bào nạo Nhật, nhiều lúc là bào nạo Đức. Đấy, thì nó sẽ về theo đợt. Đấy, thì sẽ tặng cho các bác kèm theo như thế. Và hàng của nó là con bộ dao này là còn mới nguyên hộp. Bộ dao này còn mới nguyên hộp cho các bác luôn nhé. Đó, bộ dao Groban của Nhật. Bộ dao Groban Nhật 850.000 đồng bao ship tặng kèm theo cho các bác, đó là một cái bào nạo nữa. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này. Ấm đun nước siêu tốc. Capper con này thì sử dụng điện 200-240V, công suất 1850-2200W. Dung tích của nó 1.7L. Dung tích của nó 1.7L. Đấy, hàng này hàng của Germany của Đức. Hàng của Germany của Đức. Nói chung là hàng này dùng rất là ok luôn. Nắp của con này thì nó lại nắp kiểu theo kiểu đậy này. Đấy, nắp theo kiểu đậy này. Rất là đẹp bên trong. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 530.000 đồng nhé. 530k một cái dòng ấm đun nước siêu tốc này nhé. Và bên em bao ship luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã ấm đun nước siêu tốc Capper. Đấy, Capper của Mỹ, của Đức. Của Đức, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Dung tích của nó là 1.7L. Đấy, công tắc bật tắt ở đây. Và cái nắp này của nó rất là linh hoạt, các bác có thể mở ra. Đấy, con này mà pha chè này ở trong bộ đội các bác luộc gà, pha mì tôm cái thứ đây này, nấu nướng hay ăn lẩu đây được. Nếu con này đấy, rất là tiện lợi luôn, tại vì làm sao nó một đánh luôn này. Con này inox 304 nhé, inox 304. Giá của con này thì sẽ là 530.000 đồng. Đấy, ấm đun nước siêu tốc Capper 530k và bên em bao ship 530k. Ấm đun nước siêu tốc Capper 530k bao ship luôn cho các bác luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra thoải mái rồi mới phải thanh toán. Đó, nên là có thể yên tâm thoải mái nhé. Đây là đế của nó này. Đấy, hàng thì còn 2 con. Đấy, xịn sò. Hôm nay thì shop nhà em về thêm rất là nhiều những mẫu kính này. Ở đây thì kính lão, kính thời trang đều đầy đủ cả nhé. Thì đây, đầu tiên, mã kính đầu tiên thì sẽ là dòng kính lão, kính cận. Đấy, kính lão, kính tuổi chứ em xin lỗi.
hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Những cái dòng này thì đây này, nếu mà các bác để ý kỹ nhé, ở chỗ này chữ nó hơi mờ một chút này đấy, nhưng mà nó có chữ Germany này đó, thì hàng của nó là hàng nội địa Đức nên là tất cả nó đều có Germany in chìm ở trong kính luôn đấy, Germany in chìm ở trong kính luôn này. Đấy, các bác lột này ra cũng có này. Đấy, con này thì nó rất là xịn sò luôn. Màu sắc của nó thì ngẫu nhiên cái khung này nhé. Ví dụ mà khi các bác nhận hàng ấy về mà nó không cân, mà hơi nhìn hơi lệch tí thì các bác hơi nắn cho em một chút là được. Hơi nắn cho em một chút là được. Đấy, hoan hỉ, tại vì những cái lúc mà đóng ở trong hộp ấy thì nhiều khi vận chuyển nó đè lên thì nó sẽ lệch, nó không bị gãy được đâu, nhưng mà nó sẽ lệch một chút. Thì nếu mà các bác về các bác có thể tùy chỉnh cho em một chút là có thể sử dụng nó cân hơn. Đó là cái lưu ý của bác thế. Con này thì tất cả các độ đều có, nhà em có từ 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5, 3,75 đến 4 độ. Đến kính 4 độ nhé. Và giá nhà em bán đồng giá luôn một giá, đó là 250.000 đồng. Các bác muốn lấy kính bao nhiêu độ thì nhà em cũng có luôn. Và hàng này của nó là hàng của Berlin, hàng của Đức. Đấy. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em mã là kính lão kính tuổi 250.000 đồng với bên em bao ship nhé. Kính lão kính tuổi này 250k bao ship cho bác luôn, 250.000 đồng bao ship kính lão kính tuổi này. Một cái mã kính nữa này, một con rất là xịn sò luôn, còn xịn trước đi đã. Mấy dòng bình thường này tí nữa em sẽ giới thiệu sau nhé. Một con kính của Boss. Con này thì nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp luôn nhé. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp này. Đấy, em bỏ ra này. Nó có thẻ thiết các thứ đàng hoàng luôn. Đây. Kính rất là đẹp. Kính của nó rất là đẹp. Hugo Boss. Hàng xịn sò luôn nhé. Con này thì nó là hàng của Italy. Hàng của Italy. Hugo Boss. Xịn sò luôn. Cái size kính của nó đây. Nói chung là đẹp. VIP. 14,4 cm. Size kính của nó 14,4 cm. 950k với mình em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã kính 901. Mã kính 901 Hugo Boss. Kính 901. V901. V901. 950k. Bao ship luôn. Hàng xịn luôn nhé. Hàng xịn luôn, nhận hàng thì em thì các bác yên tâm luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng, để quên có một cái quên giới thiệu, lại phải lôi ra giới thiệu lại cho các bác. Cầu dẻo nhé. Nó là cầu dẻo. 901. 950k. Một cái mã tiếp theo. Một con Hermes. Con này thì nó là kính đổi màu. Nói chung là cực kỳ xịn sò luôn. Cái giấy này thì các bác có lột ra được nhé. Khi các bác nhận hàng các bác sử dụng là các bác lột ra. Con này cũng là cầu dẻo này. Con này thì nó không có hộp. Con này thì nó không có vỏ hộp. Này, cầu dẻo. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Ở đây hơi sấp bóng nhỉ, để em tí nữa em chuyển lại góc quay. Đấy. Xịn sò luôn. Con này nó sẽ có size kính này. 14,4 cm. Hermes. Hàng nét luôn. Hàng đẹp, hàng nét luôn. Đó, cực kỳ chất lượng luôn nhé. Này. Hermes. Hàng con này, hàng của Italy nhé. Hàng của Italy. Các bác lên cho em mã này là mã 902. 902. V902. D902. Cứ mã 902 được nhé. Giá của nó sẽ là
350k. 902 350k bao ship. Hàng xịn sò luôn. Một cái mã kính nữa này. Đấy, một con kính của Ray-Ban. Con này thì bây giờ nó lại về thêm cho các bác, đó là một cái dòng nguyên bao da không, nó không què hộp nữa. Đấy, nhưng mà vẫn còn sót một vài con có hộp, nếu mà bác nào cần con có hộp thì các bác cứ bảo em nhé. Nó có cái hộp này, thực ra hộp này về cũng bỏ mà. Đấy, nhưng mà nó sẽ có cái loại bao da. Hàng của Ray-Ban. Cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn. Con này cầu cứng nhé, cầu cứng. Nhưng mà hàng của nó cực kỳ chất luôn. Hàng của Italy. Hàng của Ray-Ban Italy. Con này size kính của nó này. 14,5cm nhé. Gần như là nó tất cả kích thước của nó là nó gần như là như nhau các bác nhé. Gần như tất cả các kích thước của nó là gần như là như nhau. Con này thì rất là xịn sò luôn. Hàng của Ray-Ban có bao da nhé, bao da xịn luôn nhé. Bao da của Ray-Ban luôn. Đấy, còn con có hộp của nó thì nó không, bao da của nó không xịn bằng con này. Giá con này thì vẫn giá 700k. 700k nhé. Các bác lên cho em mã này là mã 903. 903 700k ở bên em bao ship. Bao ship luôn. 903 700k bao ship luôn nhé. Một cái mã tiếp theo này. Đây. Con này thì nó là hàng sale về. Đấy, nên là nó không có bao. Con này không có bao nhưng em sẽ tặng kèm thêm cho các bác, đó là một số những bao da khác. Bao da khác. Đấy, bao da của Solex hay là bao da của Ray-Ban. Đấy, dòng này thì nó là dòng xịn rồi. Rất là ok luôn nhé. Con này hàng của Nhật này. Hàng của Nhật. Made in Japan. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật nhé. Xịn sò luôn. Về thì nó không có bao. Thì em tặng cả kèm thêm cho các bác cái bao da đây. Đó, tặng kèm thêm cho các bác cái bao da này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, các bác đựng vào bao da. Rất là đẹp, rất là xịn sò. Đấy, các bác lên cho em mã kính này là kính mã 904 đi. Mã 904. 750k bao ship. 904. Đây. Xịn sò luôn. Chất lượng luôn, đây. Gọng cũng của nó đây. Đấy. Mã 904 nhé. Size kính em đo chưa nhỉ? Để em ghi cái giá đấy em đo lại cho các bác đỡ quên. Mã 904. 750k. Bao ship. Hàng xịn nhé, hàng nó xịn sò cái là nó khác ngay. Đấy, các bác cầm vào cái kính cái nó khác ngay. Đấy, sờ vào kính, con này kính Nhật. Kích thước của nó này. 14,7 cm. 904. Một cái mã nữa này. Hộp của nó này, con này có hộp đỏ luôn. Nhưng mà hộp này không phải của nó đâu. Hộp này không phải của nó đâu mà hộp này hộp riêng thôi. Blindman. Xịn sò luôn. Đấy, Z11 này. Hàng này, con này cũng là hàng của nội địa Nhật này. Đấy, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Cực kỳ mềm dẻo, cực kỳ chất lượng, cực kỳ xịn sò luôn. Mềm dẻo, chất lượng, xịn sò. Đấy, con này thì màu của nó là màu nó sẽ dịu mắt đi nhé. À, chống tia UV các thứ rất là ok luôn. Hàng này cực kỳ xịn sò luôn, size kính của nó này. Cái size kính này của nó là 15cm. 15cm, mặt các bác nào mà lớn một chút thì đeo rất là hợp luôn. Và con này rất là phong cách, rất là đẹp. Nhất là ngồi trên ô tô xe hơi thì quá tuyệt vời luôn. Đấy.
Các bác lên cho em mã này là mã kính 905. Mã 905 nhé. Các bác cứ đọc đúng mã nhé. Trên video em hình như nào là khi các bác nhận hàng là đúng cái kính mã như thế và đúng hình thức đúng như thế nhé. Không đến lúc mà lại các bác lại bảo là tại sao anh đặt mã này lại mã khác. Đấy. Thì nó không hay ra, thì các bác cứ đúng trên video em giới thiệu mã, các bác đọc đúng mã cho em. 905. 905. 700k. Mã 905 700k ở bên nhà bao ship mã kính 905 này. Một con nữa này, cũng là hộp đỏ này. Riêng con này thì dành cho các chị em phụ nữ. Đấy, riêng con này dành cho các chị em phụ nữ này. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này là cũng là của thương hiệu Blaman này. Hàng này hàng của nội địa Nhật nhé, Made in Japan. Made in Japan. Kích thước của nó này 15 cm. Đấy, bỏ là 15 thôi, nhưng mà khi các bác đeo vào cái chỗ này nó vào tay thì nó cũng có thể di chuyển ra. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, chị em đi biển cái thứ này. Các bác lên cho em mã này là mã 906 nhé. Mã kính 906. 906, con này cũng 700k ở bên em bao ship. Hôm nay về thì rất là nhiều mã VIP luôn nhé. 906 700k bao ship. 906 700k bao ship. Hôm nay thì rất nhiều cái sự lựa chọn cho các bác có thể lựa chọn thoải mái. Đây lên một số mã rẻ kèm theo để cho các bác khác có thể lựa chọn. Đấy, hàng của Gucci. Đấy. Gucci Italy này. Hàng Italy Gucci. Rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là phong cách luôn. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Hàng này cực kỳ ok luôn. Các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Này, nét đường nét của nó sắc nét luôn. Đây. Kích thước kính. À, cái size kính này. 14,7 cm. Các bác lên cho em mã này là mã 907. 907 nhé. Khi các bác nhận hàng là đúng hàng như em giới thiệu trên video nhé. 907. 280k. 907 280k bao ship. À, các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Một con tiếp theo này. Sạch sẽ luôn. Con này thì nó có hai màu nhé. Màu trà và màu xám, màu trà và màu xám. Hai màu. Con này thì gọng của nó sẽ được mạ một lớp mạ 18K. 18K 1/25 này. Này, hàng của USA. Hàng xịn sò luôn nhé. Nói chung là con này rất là ok luôn. Size kính của nó này 14 cm. Size kính của nó là 14 cm. Hai màu. Thì các bác chọn màu nào thì các bác cứ bảo em, nhưng không thì em sẽ nhặt ngẫu nhiên đấy. Các bác lên cho em mã này là mã 908. 908. 700k bao ship luôn. Con này thì riêng con này thì sẽ được tặng kèm theo đó là một cái bao da nhé. Bao da cũng như con ấy ngẫu nhiên thôi. Bao da sẽ được tặng kèm thêm một cái bao da của Solex hoặc của dây ban các thứ thì sẽ được tặng kèm riêng đấy. Mã 908 700k ở bên nhà bao ship. Một cái mã tiếp theo này.
Lucivut Tion. Hàng nguyên hộp không nhỉ? Kính để đây đã này. Túi đựng kính này. Túi đựng kính này. Giá lau kính này. Thẻ này. Còn đây là kính của nó này. Cực kỳ đẹp luôn. Hàng này là hàng xách tay về các bác nhé. Hàng này là hàng xách tay về nên là nó cực kỳ chất lượng luôn. Đây. Rất là đẹp luôn nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Ôi em xin lỗi. Nó là dòng kính xịn luôn. Xịn sò. Này, Lucivut. Hàng của Italy. Hàng của Italy. Cực kỳ chất lượng. Sao camera này nó làm sao nhỉ? Italy. Đẹp. Đẹp xịn sò luôn. Đó, nguyên hộp luôn nhỉ. Nguyên hộp luôn này các bác này. Nguyên hộp nguyên chiếc luôn. Các bác lên cho em mã này là mã 909. Mã 9 kính 909 này. 950k bao ship. 909 950k bao ship. Mã 909 950k bao ship nhé. Một con mã tiếp theo này. Chapa. Một con kính Chapa. Cũng trong hộp không này. Đấy. Túi hay là cái gì hả? Lau kính này, Chapa này. Hàng chính hãng luôn nhé. Đẹp luôn các bác nhé. Đẹp xịn sò luôn này. Chapa này. Kính này là kính nam nhé các bác nhé. Đấy, chị em phụ nữ thì kính nào cũng đeo được nhưng mà kính này là kính của nam. Xịn sò luôn. Italy. My Italy. Cực kỳ xịn. 15 cm, 14,7. Có hộp hiếc đàng hoàng luôn các nhé. Trong hộp hiếc đàng hoàng luôn. Đấy. Túi đeo giấy các thứ đầy đủ. Con này thương hiệu của Chapa. Các bác lên cho em mã này là mã 910. 910. 910. 900k bao ship. 910 900k bao ship. Đây một con Chapa nữa này. Xem con này có giống con kia không hay là khác. Con này khác không nhỉ? Con này khác luôn này. Gọng của nó cũng khác luôn. Gọng này đẹp hơn. Cảm thấy của em là đẹp hơn nhưng mà nhiều bác lại thích con kia. Hàng của Italy. Xịn đẹp. Con này đẹp. Kích thước của nó này. 15 cm. Nói chung là đeo rất là ok luôn con này. Xịn. Trong hộp luôn này. Đấy, khi các bác nhận hàng là hộp của nó sẽ như này nhỉ?
hộp của nó nguyên đai nguyên kiện như này. Các bác lên cho em mã này là mã 911. 911. 900k bao ship. Mã 911 900k bao ship. Một con mã kính tiếp theo này. Cutter màu đỏ mang sự may mắn đến cho các bác luôn. Túi đựng kính này. Giá lau kính này. Thẻ lau cutter này. Gọng của nó này cực kỳ đẹp luôn. Cái gọng của nó cực kỳ đẹp luôn. Cutter. Cutter. Hàng này hàng của Famicang của Pháp. Cutter là của Pháp các bác nhé. Còn cutter này là hàng của Famicang của Pháp. Cực kỳ xịn, nói chung là con này đẹp, màu dâm. Màu dâm mát chứ không phải là, không phải là ấy đâu nhưng có nhớ không lại các bác lại hình nghe nhầm như em là chết. 14,5 cm. Mặt phổ thông, nói chung là nó cũng vừa tất cả mặt phổ thông của Việt Nam. Đấy, nó không to không bé. Hàng còn nguyên hộp. Cutter. Đẹp, nói chung con này đẹp thật. Các bác lên cho em mã này là mã 912. Hôm nay toàn mã VIP thôi nhé. Hôm nay toàn mã VIP cực kỳ đẹp luôn. Mã 912, 950k bao ship. 912 này, 950k. Đấy, các bác cứ đọc đúng mã này thôi. Các bác chỉ cần ví dụ đọc mã là xong. Các bác cứ đọc mã là ví dụ con này mã nào, ví dụ là 912, 913, 90 bao nhiêu. Đấy, thì các bác bảo em là ok luôn, là chốt. Đó, một con tiếp theo. Hộp con này hộp nỉ này có sách hướng dẫn sử dụng, nhưng hướng dẫn sử dụng có cần đâu mà. Bao nỉ nhé, ai đem gì không tiện, rất là cồng kềnh đến từ nhãn hàng. Này, cực đẹp luôn. Con này cũng cực kỳ ok đấy các nhé. Vuông. Mắt vuông. Vuông xanh. Vuông xanh. Đẹp. Này. Hàng này thì nó là của Italy rồi. Size kính của nó này. 14,7 cm. 14,7 nhé. Đẹp xịn sò luôn. Đấy, em giới thiệu thật sự với các bác luôn là giới thiệu rất là nhanh nhưng mà cũng rất là chi tiết đấy nhá. Đấy, có là cái nào mà các bác chưa hiểu thì các bác cứ nhắn tin cho em thôi, thì em sẽ tư vấn cho các bác tận tình luôn. Đó, hộp của nó đây. Để vào đây không xước. Đến tay các bác là bao cho các bác không xước. Đấy. Chín mười ba. Các bác lên cho em mã này là mã 913. Con này thì giá của nó sẽ là 1 triệu đồng nhé. 913. 913 này. 1 triệu đồng. Đấy, 1.000k bao ship luôn. 913 1 triệu đồng một bên nhà bao ship. Đó. Một con tiếp theo này. Pro Gabbana này. Pro Gabbana này. Đấy, con này con kia là một à? À con kia là Dusen. À con này Dusen à, không biết có giống nhau không. Giống nhau là qua luôn, giống nhau. Hai con này cùng như nhau. Một cái mã nữa này. Quần nào đẹp đẹp tí giới thiệu cho các bác nhỉ. Đây đi.
một con kính của thương hiệu Solex, một em kính của thương hiệu Solex. Nét nè nẹt luôn đây. Đấy, các bác có thể mở rộng ra này. Đấy, mặt nói chung mặt to mặt bé con này các bác đều có thể đeo được thoải mái. Con này thì nó là hàng của Solex, có bao da nhé, nó có bao da nhé, bao da của Solex hãng luôn nhé. Đấy, bao da của nó luôn, bao da của nó luôn này. Nó sẽ có cái size kính cho các bác này. 14,5 cm. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã 914. 500k bao ship. Mã 914 này. 914 500k. Bao ship luôn. 914 500k bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Một con VN cực đẹp luôn, cực đẹp luôn nhé, hàng của Italy. Mười bốn phẩy năm cm, mười bốn phẩy năm cm, không tì vết luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã 915. 915. 280k. Mã 915 280k. Một con tiếp theo này. Một con đổi màu vuông. Con này cũng là đổi màu nhé. Cái giấy này này, những cái giấy này là các bác có thể lột ra được. Đấy, nhưng mà thôi em không lột nữa. Con này kính bé 13,8. 13,8 cm. Con này chỉ dành cho bác nào mặt bé thôi. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã 916. 916 này. 320k. Đổi màu nhé, con này có đổi màu nhé. 916 320k. Một con Gpara. Gpara này. Đẹp luôn này. Con này thì mỗi bác có một cái kiểu thích khác nhau, con này thì là nọ cháy hàng. Hôm nay mới lại về. Lần nọ cháy hàng này mới lại về. Nói chung là phong cách thì rất là đơn giản nhưng mà đẹp. Phong cách con này rất là đơn giản nhưng mà đẹp nhé. 14,5. Mã 917. 280k. Mã 917 280k bao ship. Một con tiếp theo này. Hugo Boss này, cái dòng này thì nó rẻ hơn. Đấy. Đấy. Gọng cứng nhá. Mặt kính thì là không sợ. Lau chùi thoải mái luôn Hugo Boss. Hàng của Italy nhé. Hugo Boss Italy. Kích thước 14,4 cm. Đẹp xịn sò luôn. Con này thì không có hộp. Con này thì không có hộp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã 918. 918. 500k.
98 500k. Một con tiếp theo này, một con kính, con này cũng đổi màu này, con này thì rẻ thôi, size kính của nó này 14 cm, hơn 14 chút, gọi là 14, 9 19. Mã 99 280k. Đó, hàng này thì bao cho các bác luôn là hàng đẹp xịn sò luôn nhé, và hàng chuẩn chỉ luôn, đầy đủ thông tin cho các bác. Đó, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like có nhé. Hôm nay lại về thêm cho các bác là ít số bếp ga nhé. Đầu tiên thì đó là một con bếp ga Zinai, phím ấn đã lắp ga này, test cho các bác luôn. Đấy, điều chỉnh ga to nhỏ này, thoải mái này. Đó, nói chung là con này rất là xịn sò luôn. Hai bên ga thì xanh nhất này, bật nhẹ là lên này, bật nhẹ là lên này. Đấy, con này thì bây giờ đang ấy gió thôi, lúc nào khi đến tay các bác thì gió, em sẽ chỉnh cho các bác gió các thứ ok hết. Bật nhẹ là lên, bật nhẹ là lên. Bếp to bếp bé này. Đó, con này có 3S nhé này. Đấy, con nào có 3S là em giới thiệu là có 3S luôn nhé. Kích thước của con bếp này, mặt men nhé, nói chung là con này rất là ok luôn, cũng rất là tương đối là đẹp. 59 nhân với một chiều này của nó là 41, chiều cao của con này nó sẽ rơi vào 18 cm. Lò nướng này, trong lòng bếp của nó này, nói chung là sạch sẽ. Tặng kèm thêm cho các bác đó là lưới chống chuột. Đấy, đã bắt sẵn cho các bác là lưới chống chuột này, lưới chống chuột bằng inox nhé, bắt cẩn thận chứ không phải là bẫy bạ đâu. Đấy, đẹp xịn sò luôn. Đời con bếp ga này thì đời của nó sẽ là đời 2021. Đời 2021. Họng bếp ga của nó này. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Họng bếp ga của nó này, sạch sẽ này. Bếp chống cháy nồi nhá. Đây, trong họng của nó này. Đây, lưới chống chuột bằng inox này. Đấy, nói chung là bắt các thứ cho các bác là sạch sẽ, yên tâm. Các bác cứ yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, bên trong của nó này. Đấy, lưới khói các thứ đều đầy đủ. Con này thì ở đây thì có một cái dán tem, thực ra là chỗ này nó bị ấy một tí. Khuyết điểm, che khuyết điểm một chút, con này thì sẽ có giá tốt cho các bác. Đấy, những con mà hơi khuyết điểm một chút sẽ có giá tốt cho các bác luôn nhé. Thực sự ra là nếu mà bác nào mà không quan trọng về ngoại hình, đấy mà có, kể cả các bác có quan trọng về ngoại hình thì các bác lấy con này cũng được, rất là ok. Đấy, nếu không muốn nói là nó là đẹp. Đấy, hàng của Zinai, chức năng của nó ok. Đó, các bác lên cho em mã này là bếp ga 2020. Các bác lên cho em mã bếp ga 20 nhé. Đời của nó sẽ là đời 2021. Nói chung là đời cực kỳ cao mà sạch sẽ. Mã 20 này, mã ga 20. Ga 20 đời 2021 này. Giá của nó thì con này thì lấy các bác giá mềm luôn, 2 triệu đồng, 2000k bao ship. Đấy, 2 triệu đồng lại còn bao ship, tặng lưới chống chuột rồi mà lại còn tặng thêm cả thêm cả pin nữa các bác nhé. Con bếp tiếp theo này siêu phẩm hot luôn, hẹn giờ chức năng nấu cơm. Mặt kính nhé, nó hai bếp xịn sò luôn. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa, lò nướng của nó đây. Nói chung là những cái dòng này thì tất cả đều nhà em đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Lúc đầu tiên các bác lúc nào cũng thế nhé, giữ im cho em một tí này. Có hẹn giờ lò nướng 2 tầng rồi. Đấy, mặt kính này nó hơi nặng, ok luôn. Nấu ăn thì có hẹn giờ, nấu cơm này, chức năng xịn sò luôn. Đấy, lò nướng 2 tầng lửa này. Đấy, bên bếp này, bật nhẹ này cũng lên này. Đấy, lưới chống chuột thì đương nhiên rồi, đã bắt lưới chống chuột cho các bác, tặng kèm thêm lưới chống chuột và pin cho các bác về, là các bác sử dụng thoải mái luôn nhé. Đấy, full option luôn, về sử dụng thoải mái luôn. Đây, hàng nói chung là sạch đẹp, vệ sinh các thứ ok. Mặt của nó là mặt kính nhé. Khi các bác nhận hàng ấy, là cái mặt kính này của nó là sẽ không bị bể vỡ.
Đấy, bao cho các bác luôn là cái mặt kính này là khi các bác nhận hàng nó sẽ không bể vỡ và không ấy đâu nhé. Đây là cái họng của lò nướng của nó này. Đấy, còn đây những cái này thì yên tâm luôn, những cái họng của con này thì những cái dòng này thì họng của nó không không phải là những cái dòng mặt kính của nó không phải như mặt men, nên là họng của nó sẽ là thông, họng của nó sẽ thông nên là nó không bao giờ sợ bị ấy cả. Xịn sò mặt kính. Thương hiệu con này thì là thương hiệu của Osakaga, thương hiệu của nó là sẽ là thương hiệu của Osakaga nhé. Hàng này nói chung là hàng cực kỳ ok luôn. Đời của con này nó sẽ là đời 2021 2021 nhé. Đây. Mặt kính này. Nói chung là về điểm thì chấm con này được 9 trên 10. Đấy, độ các thứ của nó này. Đấy. Hàng nhé, khi các bác nhận hàng đúng trên như trên video Osakaga, hàng nội địa Nhật. Đấy. Con này các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 21, ga 21. Đấy, lên rất là nhiều mã rồi. X, Y, Z, A, B, C, D rồi. Ga 21 này. Con này đời 2021 nhé. Giá của con này nó sẽ là 2.700.000. Bao ship luôn. Đấy, nó lò nướng của nó hai tầng lửa, chức năng thì yên tâm rồi nhé. Lò nướng hai tầng lửa lại còn có cả hẹn giờ nữa. Nhiều con là nó nướng hai tầng lửa nhưng mà nó không có hẹn giờ, nhưng con này có cả hẹn giờ luôn cho các bác luôn nhé. Nên là yên tâm luôn. Đấy, 2.700.000 bao ship. Một mã bếp ga tiếp theo này. Một con tiếp theo mặt kính Osakaga nữa. Quên nãy con nãy đo kích thước cho các bác chưa nhỉ? Con mặt kính thì nó bằng kích thước của nó gần như là như nhau. 59 nhân với 42, tất cả cái dòng phun chức năng của nó đều như nhau nhé. Con này thì lò nướng của nó sẽ là một tầng lửa. Đấy. Bật bếp. Bật bếp này. Đấy, khi các bác nhận hàng ý là đúng như trên video, các bác có chụp bục phát đây. Đấy, chụp lại đúng như video của nhà em là ok. Đấy, Osakaga này. Hàng nói chung con này còn đẹp, mặt ếch này. Này, nấu cơm này, hai chức năng nấu cơm này. Chức năng nấu chín này. Đấy, những cái chức năng xịn sò luôn. Đấy, lò nướng này. Ở dưới này nhá. Đây này, các bác ấn như này mà không được ấy thì ở dưới này nó có một cái nút chống trẻ em này. Đấy thì các bác mở gạt nó lên, gạt nó ra. Đấy, gạt nó ra. Là sẽ được. Con này thì nó không có hẹn giờ. Đấy, nó không có hẹn giờ. Lò nướng của nó một tầng lửa không hẹn giờ nhưng mà rất là ok luôn. Đấy, vẫn tặng kèm thêm cho các bác đó là pin, và vẫn tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin và lưới chống chuột nhé, nên là các bác có thể yên tâm. Con này thì đây, họng trên của nó đây, nói chung là sạch sẽ nhé, đẹp. Họng của dòng này thì nó thông xuống dưới, họng của dòng này nó thông xuống dưới. Thông dưới. Đấy, những dòng này thì có chức năng các thứ rất là tiện lợi và xịn sò. Đấy, các bác về các bác sử dụng rất là ok luôn. Về sử dụng nó rất là ok luôn nhé. Đấy, chức năng các thứ nấu cơm ngon. Đấy, mất điện thì nấu cơm thì bây giờ nó cũng không phải là lo lắng nữa. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 22. Đời của con này cũng là đời 2021 nhé. Đời 2021. Đấy. Ga 22. Ga 22 là cái mã của nó nhé. Ga 22 này. 2.500.000. Bao ship luôn. Cũng là mặt kính nhé. Cũng là mặt kính. Nói chung là hàng này thì sạch đẹp, vệ sinh sạch đẹp. Này những cái thứ này em đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Về chỉ việc dùng. Đây, và các bác cứ ví dụ là đầu video này em bỏ tay ra này này. Đầu cái sản phẩm của nó thì các bác cứ chụp vào thành đúng pẹp phát đúng như thế. Và cái riêng những mặt kính này nhé, là khi bác nhận hàng các bác phải kiểm tra hàng. Đấy, là không bể vỡ. Đấy, tại vì em đóng thùng xốp rất là cẩn thận. Đấy, nhận hàng là các bác phải kiểm tra riêng bếp ga mặt kính hay là bếp ga mặt men, các bác phải kiểm tra hàng, tại vì bên nhà em đã có mua bảo hiểm chống bể vỡ rồi. Đấy, nên là các bác lưu ý nhé, đời 2021 nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã ga 22. Một cái mã bếp ga tiếp theo. Một con Zina nữa. Này, con này thì vệ sinh xong để nó bụi luôn. Nấu ăn các thứ bên này này. 160, 180, 200 độ này. Nấu cơm này. Đun nước này.
riêng không ai bán bếp ga mà dám test trực tiếp trên video với nhà em như vậy. Tại vì làm sao, nếu mà bán bếp ga ấy mà test như này ấy, thì nó rất, nếu mà lỗi cái là hiện thị lên luôn, nên là không ai dám, người ta dám test như này cả. Riêng nhà em test bếp ga đảm bảo cho bác luôn. Tại vì sao, nhà em bán bếp ga còn bảo hành nữa cơ, chứ không phải là bán cho các bác xong là phủi tay xong đâu. Đấy, 59cm, con này là con chức năng 41. Đấy, hàng của nó thì tương đối là ok. Đấy, hay còn gọi là đẹp, đời cao, đời 2021. Các bác lên cho em mã này là mã ga 23, bếp ga 23. Đấy, quên mất, chưa review cho bác cái gì cả. Để tí nữa em sẽ đẩy review luôn. Lò nướng sạch sẽ nhé, trong cái lò nướng của nó này. Đây, đây. Lưới chống chuột này, lưới chống chuột này, trong cái lò nướng của nó này. Nói chung là sạch sẽ, bao cho bác đầy đủ hết. Đây, còn đây là họng của nó này. Đấy, những con này nó có cái họng của nó này, vệ sinh là sạch sẽ hết, tất cả đều sạch sẽ. Tại vì sao, những dòng này đời cao nên là nó rất là sạch, và kể cả là nó có bẩn, bọn em nhà em cũng phải vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi cho các bác. Đến tay các bác là gần như là mới toanh. Đấy, gần như là ok luôn. Đấy, độ của nó là rất là đẹp, độ của nó rất là đẹp luôn nhé. Nhất quên thì gửi cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn cái khay lò nướng của nó còn sạch sẽ như thế là các bác biết rồi. Đấy, là các bác biết cái độ sạch đẹp của nó đến đâu rồi. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã ga 23, đời của nó là đời 2021 nhé. Đấy, thôi khỏi ghi vào đây đi. Con này thì 2.500.000. Cũng có một số bác bảo là tại sao nó cũng là bếp ga mà nó thêm có vài chức năng mà sao lại đắt hơn mấy trăm nghìn. Thì nó có những chức năng này rất là tiện này. Đấy, để các bác nấu nướng các thứ nhé. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các nhé. Một cái mã bếp ga nữa này. Một con Zinai. Con này thì không có chức năng. Ở dưới này tất cả phím ấn nhé, nó sẽ đều có một cái chốt. Rất là nhạy luôn. Tất cả đều rất là nhạy và ga xanh đẹp nhé. Đấy, con này có 3 dây này. Đó. Kích thước của nó này, 59 41 59 x 41. Lò nướng này các bác nhìn, trắng như ngọc trinh luôn. Trong lòng lò nướng này đẹp, lưới chống chuột inox. Nói chung là hàng đảm bảo cho bác luôn, từ A đến Z luôn. Đấy, về chỉ việc cắm ga vào là dùng thôi nhé. Rất là ok luôn, tất cả chức năng đều chạy hoạt động tốt. Đấy, tất cả hoạt động tốt nhé. Đấy, mặt lò, mặt bếp của nó này rất là ok luôn nhé. Đây, họng của nó này sạch sẽ. Đây, bên này nữa, họng lò nướng của nó thì tất cả đều vệ sinh sạch sẽ, ok cho các bác luôn. Đấy, chứ không phải không đâu, về các bác chỉ việc cắm ga vào là dùng luôn. Đấy, lưới chống chuột, lưới khói, các thứ đều đầy đủ hết cho các bác, không thiếu một cái gì cả. Đấy, từ A đến Z trang bị đầy đủ. Đấy, về chỉ việc dùng. Các bác lên cho em mã bếp ga này là bếp ga ga 24, mã ga 24. Ga 24, con này thì sẽ có mức giá của nó, đó là 2.000.000. Đấy, đời của nó sẽ là đời 2021. 2021 bếp ga 24. Đấy, các bác cứ đúng mã như nhà em quảng cáo trên video này là chúng ta nhận. Đấy, khi kiểm tra hàng đúng mã trên video, tất tần tật đúng như trên video nhà em quảng cáo như thế nào là nó y chang như vậy, mặt mũi các thứ ok hết. Các bác cứ quay lại video ở trên cái video này em đang đăng lên này cho nó yên tâm nhé. Một cái mã bếp ga nữa này, một con Zinai nữa, đợt này về Zinai với lại Osaka ga. Bật nhẹ lên, bật nhẹ bếp ga lên, mùa hè nóng, ngồi giới thiệu bếp ga, bật bếp ga này đến ớn luôn, cực kỳ nóng luôn các bác nhé. Nấu chế độ nấu cơm này, đun nước này, bên kia thì có 3 dây và nấu nướng này. Đấy, ở dưới này thì nó có một cái lưỡi gà nhé, chống cháy em.
bác gạt khóa lại đi. Không thể bấm được luôn. Đó, nó rất là an toàn. Chỉnh ga to nhỏ đều ok này. Lò nướng của nó này sạch sẽ luôn. Bên trong lò nướng của nó sạch sẽ. Và đương nhiên những không thể thiếu được là lưới chống chuột. Lưới chống chuột của nó cũng rất là ok luôn nhé. Bắt tất cả các thứ cho các bác rồi. Đấy, chỉ việc về và sử dụng thôi, không còn lo lắng gì cả. Con này thì kích thước của nó này tất cả đều như nhau. Nếu mà những dòng phím ấn đều là 59, 41 hoặc là con nào rộng hơn tí là 42, 59, 41. Các bác lên cho em mã này là mã bếp ga 25. Ga 25. Đời con này đời 2021 nhé. Ga 25 này. Full chức năng luôn. 2.500.000. Bao ship luôn. Ga 25 2.500.000 đồng và bên em bao ship nhé. Một cái mã máy ngâm chân thì có này. Con này thì cực kỳ tiện lợi luôn nhé. Nó sẽ là tự động. Con này thì các bác có thể ở đây nó sẽ có cái núm này của nó này để các bác có thể vận chỉnh nhiệt độ này. Đấy, con này thì nó có rất là nhiều những cái tính năng ưu việt cực kỳ chất lượng nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nó đang tự động đun nước, nhiệt độ của nó sẽ khống chế từ 37 đến 40 độ nên là nó rất là dễ sử dụng nhiệt luôn nhé. Con này thì nó có tính năng cực kỳ đặc biệt, đó là hỗ trợ các bác làm giảm đau nhức xương khớp này. Đấy, chống lạnh chân. Đấy, trị mất ngủ, khử mùi hôi chân, mồ hôi tay. Đấy, trị mẩn ngứa dị ứng, xóa tan mệt mỏi, thư giãn, thoải mái luôn các bác nhé. Con này thì công suất của nó sẽ là 500W. 500W này, nó sẽ có 12 cái con lăn tự động này. Đấy, ở đây thì nó nước đang ấy này. Ở đây thì các bác đặt chân lên hai bên này này. Các bác lay này. Đấy. Thì các bác để cái nhiệt độ của nó, để cái mức nước của nó là chỗ min max này. Đấy, thì các bác để cao lên nhá. Em này đang để hơi thấp. Đấy, và con này thì nó sẽ rất là tiện lợi, nó sẽ ra cái nước hơi ấm ấm. Đấy, thì các bác có thể vậy thoải mái luôn để các bác có thể massage chân. Đấy, nước các bác lên nhiệt rất là ok nhá, nó chỉ tầm đến khoảng 37-38 độ. Đấy, nên là nó rất là thoải mái. Con này thì nó có đèn đỏ khử trùng. Đấy, tự động làm nóng nước, có quai sách. Nó có quai sách. Đấy, để khi mà các bác dùng xong các bác có thể xách đi để các bác rửa cháy. Đó, và con này thì ở đây thì nó có cái núm vặn này. Nó sẽ có cái núm vặn này để các bác có nhìn thấy khói khói chưa. Các bác có thể để tinh dầu này, xông các thứ này, để các bác cho vào đây các bác xông này. Hơi mờ mờ thôi, tại vì nó nhiệt độ của nó không được lên cao. Ở đây thì nó, ở đây nó có một cái đèn báo này. Đấy, cái đèn báo này thì là khi mà các bác bật hay là các bác tắt các bác biết này, tắt này. Đó, nó có hai bên nút này, các bác vặn theo bên nào cũng được, là bật hoặc là vặn xuống dưới là tắt. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, cái nhấp nháy này thì là không phải là nhấp nháy đâu mà nó hiệu ứng cái điện thoại nhé. Còn thực tế nó sẽ không có nhấp nháy tí nào cả. Hàng này cực kỳ ok luôn. Kích thước của con này đây, nó sẽ rơi vào 32cm. Chiều này nó sẽ rơi vào 38. Và tổng chiều cao của nó thì nó sẽ rơi vào tầm đâu đó là 24cm. Con này thì dùng rất là ok luôn các nhé. Đấy, dùng rất là ok luôn này. Các bác có thể nhìn thấy này, hơi nhiệt của nó ra này. Nó rất là tiện lợi, rất là dễ sử dụng luôn đó. Và con này thì các bác có thể sử dụng để thư giãn mỗi tối trước khi đi ngủ. Các bác có thể ngâm chân để cho nó thoải mái, những cái giãn cái cơ chân của các bác ra. Đấy, nhiều khi là các bác có tuổi rồi. Đấy, mùa hè các bác cũng có thể ngâm được. Và mùa đông thì càng tốt nhé. Mùa đông thì càng tốt ngâm. Ví dụ các bác cho ít gừng xả, nước gừng xả vào đây. Hoặc các bác đun sẵn rồi, xong là các bác đổ vào đây để các bác có thể thư giãn xông lên chân ý. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là chân bị không bị phù nề, hay là nó có thể lưu thông tốt được cái mạch máu. Nhất là bác nào bị hút nước các thứ ấy, thì con này dùng rất là ok luôn nhé. Mã này thì bên thì em đang có mức giá cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn nhé. Các bác lên cho em mã là mã máy rửa chân. À, máy ngâm chân nhé. Máy ngâm chân. Con này thì bên em đang có mức giá đó là 400k. Và bên em bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Máy ngâm chân 400.000 đồng của bên em bao ship luôn. Hàng này thì hàng đẹp xịn sò luôn. Nó sử dụng cho các bác nguồn điện, đó là nguồn điện 220V nên là rất dễ dàng. Đấy, các bác chỉ việc đặt chân vào và các bác lay đi thôi. Đấy, và các bác sử dụng, nói chung là các bác để ở giữa cái chỗ min max này là vừa này. Đấy, mực nước ở giữa này là vừa. Đó, hàng dùng thoải mái mà nó rất là chất lượng. Con này thì rất là ok luôn nhé các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em xin một nút like các bác nhé. Cái mã tiếp theo này, một dòng loa karaoke 2 mic. 2 mic nhé. Đấy, song ca hai vợ chồng các thứ đều rất là ok luôn. Con này thì các bác đây nút nguồn này.
bật lên này. Con này thì nó sẽ cắm sạc ở đây nhé, cắm sạc ở đây. Pin 18650 nên là các bác có thể thay thế thoải mái. Bombat. Alo. Đấy. Nói chung là con này ra rất ok luôn nhé. Con này các bác có thể ví dụ là hát karaoke ở vỉa hè, các thứ rất là tiện lợi luôn. Đây là em không bật nhạc. Bác nào mà muốn test cái loa này bằng nhạc thì các bác nhắn tin qua Zalo cho em sẽ gửi video bật nhạc và hát karaoke luôn. Nói chung con này rất là ok, âm thanh các bác có thể chỉnh này. Đây, chỉnh mic này. Đấy, chỉnh mic này, độ vang, độ viết các thứ các bác có thể từ tùy chỉnh làm sao cho nó hợp lý. Đây còn chỉnh cái echo đấy, vang vọng các thứ đều rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, hàng này hàng ok luôn. Đấy, con này thì nó có cả audio này, USB này, thẻ nhớ này, chỗ cắm sạc. Đấy, ở đây cũng cái này em nhé. Đó, rất là tiện lợi luôn và rất là ok luôn các nhé. Đấy, em đang nói một cái loa. tiếng trống chiếc các thứ của nó là rất là ok luôn và rất là xịn sò. Đấy, một dòng loa 2 mic. Con này thì để đây, em quên, để em đo luôn cho bác cái kích thước của cái loa này nhé cho nó dễ. Tổng chiều cao con này là 37 cm, chiều ngang của nó là 23. Đấy, chiều ngang của nó 23, độ dày của nó này là 18 cm, rất phù hợp cho các bác ở gia đình ngồi hát karaoke lai dai tối, ngồi anh em ngồi lai dai hát karaoke. Con này thì giá của nó sẽ là 1 triệu đồng với bên em bao ship nhé các nhé. Loa karaoke 2 mic 1 triệu đồng với bên em bao ship. Cái mẫu dán chống thấm đợt này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác, đó là loại 20 cm nữa, hàng của Nhật nhé. Bình thường thì trước em về có loại 10 cm, thì nhiều bác ấy, những cái chỗ ở trên cái mái tôn ấy thì các bác muốn dán rộng thì đây, thì cái này có thể dán được luôn. Hay là những bức tường to, hay là những cái chỗ nứt mái, nứt mái ở trên mái mà nó nứt hoặc là khe ấy, thì cái bé này thì nó lại hơi bé. Đấy, thì nó vẫn bị thấm, tại vì nó cái độ phủ bên ngoài của nó hơi ít. Thì đây, đợt này em về thêm cho các bác một cái to nữa. Đây là ngày sản xuất của nó là 20/6/2024, mới order về nhé, mới order từ Nhật về. Giá cực kỳ mềm luôn. Con này thì dài 5 m, ngang của nó là 20 cm, nên là nó rất là tiện luôn. Một cuộn 20 cm này thì bên nhà em đang có mức giá là 200.000 đồng. Và cuộn này thì là bao ship luôn. Còn cái cuộn 10 cm đây, còn cái cuộn 10 cm này thì vẫn giá cũ 100.000 một cuộn. Mua 2 cuộn cũng là bao ship, tức là thành là 20 cm. Nhưng mà nó lại khổ của nó là một khổ là 10 cm và một khổ là 20 cm nhé các bác nhé. Hàng của nó thì toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật, rất là ok luôn. Dán cực kỳ tốt và cực kỳ bền. Đấy, hàng nội địa Nhật Japan. Nói chung là con này thì dán chống thấm rất là ok luôn nhé. Đấy, cái độ chống thấm của nó đây, để bóc cho các bác cuộn 20 ra các bác xem. Đằng nào cũng vệ phải bóc mà. Đây, các bác về các bác sử dụng. Cách sử dụng thì các bác vệ sinh sạch, ví dụ là cái nền gạch này đi chẳng hạn đấy. Các bác vệ sinh sạch đi, rồi các bác dán trực tiếp lên. Rồi các bác dán trực tiếp lên xong là các bác cho nó miết chặt xuống là được. Hàng đẹp luôn nhé, con này thì rất là chắc chắn luôn, các bác cầm vào hàng là các bác biết rồi. Nó có hai loại, một loại là nó là hàng kém hơn thì nó sẽ các bác cầm vào tay là các bác biết rồi. Các bác cầm vào tay là các bác biết là cái chất lượng của nó như thế nào. Đây để em cân cho các bác luôn cái trọng lượng của hai cuộn này nhé. Cái cuộn 2 cân cái cuộn 20 cm của nó thì gần 2 cân cơ. Gần 2 cân này là 1959 đấy. Đấy, nếu mà thêm túi bóng nữa khi là 2 cân. Còn cái cuộn 10 cm đây, nó sẽ rơi vào 994, gần 1 cân. Đấy, cuộn 10 cm là gần 1 cân, còn cuộn 20 cm này là gần 2 cân nhé các bác nhé. Đấy, giá của nó thì là 200.000 và 100.000 một cuộn. Đấy, 100.000 thì chưa bao ship, còn 200.000 thì bên nhà em đã bao ship rồi nhé. Có những cái mẫu sản phẩm này, mic hát karaoke này. Ở đây là mic có dây và mic không dây thì nhà em đều đầy đủ cả. Mic dây đây thì nó sẽ là thương hiệu của nó là thương hiệu của Sure. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. TBA 100 này. Hàng của Marine USA của Mỹ này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, một cái mic đây, mở ra cho các bác luôn, xem luôn bên trong luôn, cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác khi các bác nhận hàng không rền không rú, hàng nghe hát rất là ok luôn. Dây của nó đây, dây của nó sẽ là một cái dây dài tầm 10 m, à tầm 5 m, xin lỗi, tầm 5 m thôi nhé, tầm 5 m này. Đấy, hàng của USA này, xịn sò. Một con mic dây
như thế này, bên nhà em đang có mức giá đó là 290.000 đồng một bộ mic, một mic một dây như này, một bộ một hộp như này đó. Hàng này là bên nhà em bao ship cho các bác luôn, hàng của Sure, hàng của Mỹ, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, hàng khi các bác nhận hàng nhé, đúng như nhà em quảng cáo luôn, đây các bác có thể nghe nhạc hát karaoke các thứ, rất là tuyệt vời luôn đó. 290k, giá chỉ 290.000 đồng thôi. Còn đây là một cái dòng mic không dây, còn đây là một cái dòng mic không dây. Đấy, một dòng mic không dây này nó sẽ gồm có cho các bác đó là hai cái mic, một cái mic này, hàng của USA này, hai cái mic nó như nhau thì em giới thiệu một cái cho đã mất thời gian của các bác nhé. Hàng của Sure này, USA của Mỹ. Nói chung là hàng cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, con này là không dây, nó sẽ có cho các bác tất tổng cộng của nó là sẽ là ba cục pin 18650 này. Ba cục pin này. Một cái dây chuyển đổi này. Hai cái dây cắp sạc này. Có một số bác bảo là tại sao ba cái mà lại có hai cái dây cắp sạc thì em không biết, nó người ta chỉ cho như thế thôi. Đó. Thì đây, cái này là đầu chuyển đổi từ chân mic karaoke xuống chân 3.5. Đấy, để các bác cắm vào nhiều cái thiết bị và nó sẽ chân bé như này thì các bác có thể cắm vào. Đấy, và đây là đầu kết nối, các bác mở ra các bác lắp pin vào nhé. Hàng này cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác có thể muốn pin nào thì các bác có thể lắp pin đấy, pin 1.5 này. Pin 18650 em xin lỗi. Đấy, giờ cực kỳ xịn sò luôn nhé. Đấy thì chọn một cái bộ mic dây, mic không dây như này thì bên shop nhà em đang có mức giá đó là 550k thôi. 550.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. 550.000 đồng một cái bộ mic karaoke không dây. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cái mã mic không dây của nhà em nhé. Nên là các bác có thể yên tâm luôn. Mic không dây của Sure. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng quạt lửng này. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Sure. Đấy, hàng Nhật bãi nhé. Đấy, con này thì nó vẫn còn mới, còn nguyên hộp luôn. Đấy, hộp của nó thì em đã cất đi rồi. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Đây là tút năng này. Đó, khung inox. Thân inox này. Cái này là nhựa này. Còn cái những cái ấy này là inox, nó rất là chắc chắn luôn. Mà hàng này rất là đẹp. Các bác có thể chỉnh cao độ cao lên này. Đó, chỉnh độ cao lên hoặc là hạ xuống thấp, chỉnh cao hoặc hạ thấp đều rất là ok. Kích thước của nó này, khi mà cao lên thì tổng chiều cao của nó sẽ là 80 cm. Đấy, con này thì lồng của nó là lồng 40. Cánh của nó sẽ rơi vào, lồng của nó là phủ bì là 40 này. Cánh của nó sẽ rơi vào tầm đâu đó là 30 mấy thôi. Đấy, 32-33. Cánh của nó sẽ rơi tầm 32-33 chủ đi. Con này là quạt lửng dùng trong phòng điều hòa cái thứ rất là hợp. Chạy rất là êm. Nếu mà bác nào mà khó ngủ ấy, bác nào mà khó ngủ thì con này sử dụng rất là tiện này. Tại vì làm sao nó chạy rất là êm, nó chạy êm du luôn. Nó chạy êm du luôn và con này sử dụng rất là thích luôn. Có cả hiện giờ nhé, nhiều khi các bác nằm ở trong phòng điều hòa sử dụng tốt. Con này thì ngoài thị trường đâu đó nó sẽ rơi vào cửa tầm 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Đấy là hàng nguyên hộp như này. Đó, bên nhà em về được một lô siêu thị Thanh Lý giá cực rẻ luôn. Bên nhà em có mức giá đó là 2.400.000 đồng. 2.400.000 đồng một cái con quạt này. Và bao ship cho các bác luôn. Con này thì nó lại rất là tiện lợi nhé, hàng còn nguyên hộp. Và con này đây, công suất của nó đây, điện 220V, công suất 33W, sử dụng điện 220 nhé. Đấy, hàng của nội địa Nhật, thông số kích thước của nó đây. Đó, hàng nội địa Nhật, xịn sò, xịn sò luôn. 2.400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng quạt này. 2.400k và bên nhà em bao ship nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo này, một cái dòng cục Zulu tưới cây này. Cái này thì các bác có thể cuộn nhé. Đây, các bác có thể cuộn lại. Đấy, đây là cái này, này đằng cấp nước vào. Còn đây cái đằng ra này. Đằng ra này các bác có thể rút ra này. Đấy, các bác có thể rút ra. Đấy, hoặc các bác có thể xoáy vào này. Đấy, con này của Đức. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Hàng của Marine Germany này. Đấy, hàng của Le Beng Lang Germany của Đức. Con này một sợi này, dây này của nó thì nó rơi vào cửa 12-13 mét. Đó, đầu này thì nó là cố định để các bác bắt vào trong tường ấy. Bắt vào cái thiết bị trong cái ổ nước của các bác. Thì đây, thì các bác bắt vào. Đó, nó sẽ gồm có cho các bác là những cái gói phụ kiện như này, gồm có là hai cái đầu xịt và một cái vòi này để các bác bắt vào tường nhé, để các bác xoáy vào cái gen. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Đây, em bóc ra cho các bác luôn. Cái vòi xịt này của nó thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là nhiều, rất là nhiều chế độ này. Đây, các bác có thể vặn để chuyển chế độ này. Đấy. Và các bác bóp vào thì các bác có thể giữ im này. Đấy, thì là các bác không phải bóp nữa. Đấy, còn các bác muốn nhả ra thì các bác sẽ bóp chặt vào thì nó tự sẽ nhả.
Đấy, và một cái vòi thường này. Cái này là cái để các bác bắt vào cái đầu này để các bác cấp nước. Đấy, các bác có thể vặn vào cấp nước. Gen to, gen bé, gen 21, gen 27 thì các bác đều có thể dặn vặn được. Đều có thể vặn được thoải mái luôn. Nó cũng rất là tiện. Cái dòng này nó dùng cũng rất là tiện luôn nhé. Đó. Thì một cái bộ này thì giá của nó sẽ là 600k, 600 ngàn đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Các bác lên cho em mã này là mã quận Zulo tưới cây Đức. Quận Zulo tưới cây Đức 600 ngàn đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Đấy, đủ đúng như video trên video nhà em quảng cáo luôn nhé. Đấy, còn bác nào mà không thích hàng của Đức thì ở đây cũng có hàng của Nhật. Hàng của Nhật này, quận này của nó có 10 mét. Đấy, 550 ngàn đồng. Con này thì nó đơn giản thôi, nó chỉ có một cái xịt như thế này. Cái giữ giá này. Đó, con này thì nhiều chế độ này. Đó, đầu dây này thì của nó thì nó sẽ có một cái như kiểu cái cao su ấy. Đấy, các bác có thể tháo ra. Các bác có thể tháo ra. Đấy, để các bác bắt vào cái vòi nước của các bác rồi các bác lại bắt lên. Dòng của Nhật thì rẻ hơn, dòng của Nhật thì nó sẽ là 550 ngàn đồng. 550 ngàn đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, cái này thì hàng này là hàng của Nhật. Nói chung là cũng rất là xịn sò luôn. Hàng cực kỳ đẹp, 10 mét. Con này dung tích của nó là 10 mét. Có cái tay dây này. Đấy, thì các bác cái này bác cuốn bằng tay nhé. Dùng xong thì bác lại cuộn lại. Dùng xong các bác lại cuộn lại. Cũng rất là tiện. Hàng của Nhật, 550 ngàn đồng. 550 ngàn đồng một cái cuộn dây tưới cây của Nhật. Và bên nhà em bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo, còn một số những cái mã chiếu điều hòa này vẫn đầy đủ size số cho các bác ở trong nhà nhé. Đấy, dòng chiếu điều hòa đây thì nó sẽ có cho các bác đầy đủ size số. Và cái dòng này là chiếu mây, rất là đẹp xịn sò luôn này. Đó, nó rất là đẹp xịn sò luôn. Nó sẽ là hai lớp, đây là vỏ gối nhé. Duy nhất có một cái chiếu 1m2 là có một cái vỏ gối thôi. Còn toàn bộ của nó sẽ là hai cái vỏ gối cho các bác. Đây là cái chiếu này là hai cái vỏ gối này. Con này là 1m5. Đấy, bên trong của nó này, chiếu mây các bác nhé. Bên trong của nó là chiếu mây, rất là ok luôn. Đấy, viền vùng các thứ của nó này. Và con này nằm ấy thì nó rất là dễ chịu, nó rất là thoáng lưng, rất là ok luôn nhé. Viền của nó này, viền lụa này, nằm các bác nằm có thể giặt thoải mái. Các bác có thể giặt thoải mái. Và các bác mùa đông như mùa lạnh ấy, mà trời se se lạnh thì các bác có thể lật ngược lại cái mặt đằng sau này lại để các bác có thể lật mặc để có thể nằm. Màu của nó, cái mặt đằng sau này thì nó sẽ là màu ngẫu nhiên nhé. Đấy, còn cái mặt đằng trước này thì nó sẽ là một cái ba rem thôi, tại vì mây của nó chỉ có màu này và nó đổi màu nhuộm thôi. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng ấy, thì là nó sẽ có cho các bác đó là một cái túi như thế này và một cái chiếu. Đấy, hàng của Muji của Nhật nhé. Con này thì ở bên nhà em sẽ bán theo cái kích thước của cái chiếu. Đấy, đây cái kích thước của nó sẽ gồm có cho các bác nhé và giá tiền luôn nhé. Em sẽ báo giá cả giá tiền luôn. Chiếu 1,2 này là nhân với 2 mét này, nó xích xoát thôi nhé. Nó ví dụ lúc mà các bác khi bác nhận hàng ấy thì nó sẽ thiếu một vài phân thì đó là do những cái này nó gấp này, nó gấp lại này. Đấy thì các bác giải ra, các bác mặc, các bác nằm 1-2 hôm là nó sẽ lại tự duỗi ra nhé, tại vì nó là mây tự nhiên chứ nó không phải là ấy. Đấy thì nó sẽ thụt lại 1-2 phân. Chiếu 1m2 x 2m này, duy nhất là cái chiếu này có một vỏ gối đấy nhá, chứ một gối này. Giá của nó là 320k. Chiếu 1m5 này nhân 2m này. Hai gối này là sẽ là 340k này. Chiếu 1m6 này nhân 2m này 360k này. Chiếu 1m8 này nhân 2m này 380k này. Và chiếu 2m2 này nhân 2m này nó sẽ là 400k. Và đơn hàng này thì bên nhà em bao ship cho các bác rồi nhé. Tất cả những cái sản phẩm này là bên nhà em bao ship cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm nhé, về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, thế nó mới hay chứ, hàng cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ chất lượng nhé. Đấy thì các bác lên cho em mã này là mã chiếu điều hòa. Chiếu điều hòa nhé các bác nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Cái mã tiếp theo này, mic karaoke của Sure. Đấy, Pro luôn này, hàng xịn sò luôn nhé. Hàng này thì rất là ok luôn. Đấy, Sure. Con này thì đây, khi các bác mở ra thì nó sẽ gồm có cho các bác này hàng mới luôn nhé. Hai cái mic, một cái đầu để các bác tín hiệu. Đấy, cái đầu tín hiệu này thì các bác về các bác lắp pin rồi nhé. Các bác lắp pin vào đây, pin thì nó đã có sẵn cho các bác rồi. Đấy, nên là cái dòng pin này thì các bác dùng thoải mái luôn. Các bác về các bác lắp pin vào là được. Đó, và các bác cắm vào cái cổng AUX nhé. Nếu mà cổng AUX thì các bác có thêm cả cái đầu truyền tải này. Đấy, để các bác cắm vào cổng AUX. Còn không thì các bác cắm vào cái cổng mà các bác cắm mic dây ấy. Thì đấy, các bác cắm vào là được. Đó,
và đây mic của nó đây, hàng mới luôn nha các nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Shure H38 Pro này, hàng của Marine USA, hàng của Mỹ này. Cực kỳ xịn sò luôn. Các bác về pin của nó cũng có sẵn ở trong này rồi. Pin của nó cũng có sẵn ở đó trong này một cặp này. Đó, các bác về các bác lắp vào, cả hai cái mic đều như nhau. Em lắp một cái để ví dụ cho đỡ tốn thời gian của các bác nhé. Đó, và các bác bật nguồn lên thôi. Đấy, bật nguồn lên. Và các bác hát karaoke, các bác test thử thoải mái luôn nha các bác nhé. Hàng thì cực chất luôn. Các bác nhìn này, mic không dây. Bên dưới này nó có một cái ổ sạc. Đấy, và phụ kiện của nó đi kèm theo thì nó sẽ có hai cái dây sạc thôi nhé. Hai cái dây sạc thôi. Đấy, để các bác sạc thay nhau sạc. Hàng xịn sò luôn. Đấy, một cái bộ mic karaoke của Sunfast không dây như này, à của Suze, em xin lỗi. Suze. Con này thì bên nhà em đang có mức giá, đó là một bộ này đó là 550.000 đồng. 550k một bộ karaoke này, và bên nhà em bao ship nhé. Để em ghi luôn vào giá vào đây. 550k bao ship. Bao ship toàn quốc luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, dùng ví dụ là các bác lâu lâu không dùng ấy thì các bác lại tháo pin ra. Tháo pin ra, các bác cất pin đi thì nó sẽ bền, nó sẽ bền, nó không bị chảy nước. Pin nó lâu, để lâu là nó sẽ bị chảy nước ấy, thì các bác tháo ra, các bác cất đi thì các bác dùng bền luôn, mãi mãi luôn. Nên là các bác yên tâm nhé, hàng đẹp luôn nha các bác nhé. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.